Thông thường khi cơ thể bị thương hoặc chảy máu, các cục máu đông chính là nhân tố cứu cánh giúp cầm máu nhanh chóng. Tuy nhiên, những cục máu đông này hình thành một cách bất thường có thể dẫn tới các cơn đau tim hoặc đột quỵ, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Cục máu đông là những khối thạch giống như máu, thường được tìm thấy chủ yếu ở các động mạch hoặc tĩnh mạch trong tim, não, phổi, bụng, cánh tay và chân của cơ thể. Có 3 loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông, chúng xuất hiện gần với bề mặt da, vùng da tấy đỏ, cứng và thấy đau khi chạm vào. Huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành trong các tĩnh mạch chân, tay, xương chậu hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể. Người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân, bắp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quặn thắt. Thuyên tắc phổi, trong một số trường hợp, khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi, cản trở lưu lượng máu đến phổi. Hầu như cơ thể sẽ phá vỡ các cục máu đông khi vết thương đã lành lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, cơ thể không thể giải quyết được những cục máu đông này. Trong những lần tiếp theo, chúng sẽ hình thành bên trong mạch máu và không rõ nguyên nhân. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim hoặc tắc tĩnh mạch. Các loại cục máu đông được hình thành trong dòng máu tiếp xúc với các chất trong thành mạch máu hoặc da của cơ thể. Tình trạng này là biểu hiện cho thành mạch máu đã bị vỡ hoặc bề mặt da bị tổn thương, khiến rò rỉ các tế bào máu ra bên ngoài. Bên cạnh đó, các mảng cholesterol hình thành trong các động mạch. Khi những mảng này bong ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu. Hầu hết các cơn đột quỵ và đau tim xảy ra khi một mảng xơ vữa ở trong não hoặc tim đột nhiên bị vỡ, bong ra. Hầu hết các cục máu đông hình thành là do dòng máu của cơ thể bị chảy một cách bất thường. Nếu chúng nằm trong tim hoặc mạch máu, tiểu cầu có thể kết dính lại với nhau. Trong đó, huyết khối tĩnh mạch sâu và dung tâm nhĩ là hai tình trạng dẫn đến đông máu do máu di chuyển chậm. Cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thành, phó trưởng khoa tiết niệu Nam Học Bệnh viện 198 để hiểu rõ về căn bệnh này. Như chúng ta đã biết là trong cơ thể của chúng ta là có các mạch máu. Thế bình thường ấy, thì cái dòng máu lưu thông và không có cục máu đông. Thế khi bị tổn thương hoặc là tổn thương thành mạch, hoặc là thành mạch có giãn ra hình thành các cái phình chẳng hạn, hay là có rối loạn về quá trình đông máu trong hệ thống tuần hoàn thì sẽ hình thành cục máu đông. Nó sẽ bám vào cái thành của mạch, có thể động mạch hoặc là tĩnh mạch. Dạ vâng. Vậy thì có những đối tượng nào có nguy cơ dễ gặp phải cục máu đông thưa bác sĩ? Vâng. Như tôi vừa nói là cơ chế hình thành cục máu đông. Thứ nhất là tổn thương của cái mạch máu. Tức là mà cái mạch máu này có thể động mạch hoặc là tĩnh mạch. Thế, chẳng hạn do các bệnh lý vữa sơ chẳng hạn. Hoặc là do cái quá trình tổn thương mạch máu do chấn thương, do va đập. Thứ nhất. Cái thứ hai là do cái mạch máu nó giãn ra. Rất là những bệnh nhân bị các cái dị dạng mạch máu hay nó phình ra chẳng hạn thì nó sẽ hình thành nó chậm cái dòng máu đi qua cái chỗ phình đó. Và thứ ba là hay gặp nữa đó là cái rối loạn đông máu trong cơ thể. Chẳng hạn những cái bệnh nhân mà bị thiếu các yếu tố chảy máu, hoặc là những bệnh nhân bị các bệnh cấp tính như là bị virus, hoặc là những bệnh lý mà bị nhiễm trùng, nó làm rối loạn cái quá trình đông máu trong cơ thể thì sẽ hình thành cục máu đông. Trẻ thì thực sự là cái cục máu đông mà nguy hiểm là cục máu đông nằm ở trong hệ thống động mạch. Hệ động mạch chúng ta cần quan tâm hai cái vị trí mà ảnh hưởng đến tính mạng. Đó là động mạch não và động mạch vành. Thế thì cơ chế của hình thành cục máu đông của mạch vành hay mạch não thì giống như cơ chế hình thành ở các cái cơ quan khác. Chẳng hạn như mạch não thì cơ chế cục máu đông thì chủ yếu là do các cái hình ảnh, cái mảng vữa xơ nằm ở trong mạch máu và hình thành cục máu đông trên cái nền vữa xơ đó bị loét ra và các cái máu nó bám vào đó hình thành cục máu đông. Và một nguyên nhân thứ hai cũng ngày càng hay gặp đó là cục máu đông nó bay ra từ các cái tổ chức, đặc biệt là cơ tim. Để cơ tim hình thành cục máu đông và sau đó thì nó chạy vào tuần hoàn và lên trên mạch não. Đấy là cơ chế của cái cục máu đông của đột quỵ não. Và thứ hai, đột quỵ tim. Đột quỵ tim thì nó khác một chút, tức là cục máu đông mà từ nơi khác vào rất là ít, thì mạch vành nó nằm rất là sâu thì cái mạch cục máu đông từ nơi khác đổ mạch vành rất là hiếm, mà chủ yếu là hình thành tại chỗ, cơ chế chủ yếu là do các mảng vữa xơ ở trong lòng mạch vành nó bị nứt loét ra và sau đó các yếu tố như hồng cầu, như tiểu cầu bám vào đó và hình thành cục máu đông làm tắc cái động mạch vành. Thế sở dĩ là ngày càng trẻ hóa vì chúng ta biết là với sự thay đổi của môi trường hiện nay, từ chế độ ăn uống này, tập luyện này, rồi là các stress thì nó gây tổn thương các cái mạch máu. Và khi mạch máu bị tổn thương rồi lại cộng với lại cái yếu tố béo phì, tăng huyết áp, dẫn đến máu nó sớm hơn so với ngày xưa nữa thì nó hình thành các mảng vữa xơ nhanh hơn và nó dễ bị vỡ hơn và từ đó nó làm cho tổn thương máu nó dễ dàng hơn và trẻ hơn so với như ngày xưa.
Các triệu chứng tô cục máu đông gây ra như mạch sưng phồng, thay đổi màu da, xuất hiện tình trạng đau khó thở, xuất hiện các vị trí đau ở phổi, đau tim, não thiếu oxy, sự cố bất thường ở bụng, bệnh ở thận. Chúng ta biết là khi hình thành cục máu đông thì cũng là muộn rồi, nhưng mà rất thầm lặng, bởi vì cục máu đông hình thành rất là nhanh, chỉ cần vỡ mảng vữa sơ một cái là hình thành cục máu đông ngay trong một ngày rồi. Trước đó thì hoàn toàn thầm lặng, vì vậy mà chúng ta để mà có triệu chứng sớm thì nó rất là khó. Mà điều quan trọng là cục máu đông đó thì thường hình thành trên cái mảng vữa sơ, và muốn có mảng vữa sơ đó thì phải có cái rối loạn về lipid máu và bệnh lý đi kèm. Vậy thì một cái người chúng ta thôi mà chúng ta thấy có nhiều tố nguy cơ, chẳng hạn như ăn uống thì nhiều mỡ này, rồi là ít tập luyện này, lối sống tĩnh tại này, uống nhiều rượu bia này, lại có các bệnh lý kèm theo là tăng huyết áp, là đái tháo đường, là tăng lipid máu, đặc biệt là có béo phì kèm theo, thì đó là những người mà rất dễ nguy cơ hình thành mảng vữa sơ. Và chúng ta phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu này, làm siêu âm tim để phát hiện sớm ra hình thành mảng vữa sơ, và có chế độ ăn uống, tập luyện rồi thuốc thang dùng để ngăn ngừa cái mảng vữa sơ hình thành trên cái nền máu đông, trên nền mảng vữa sơ đó. Bệnh nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa cục máu đông thông qua việc thay đổi lối sống, sinh hoạt hàng ngày như tích cực tập thể dục, bổ sung các chất có lợi vào khẩu phần ăn hàng ngày, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích. Sau đây là những lưu ý của bác sĩ Nguyễn Trần Thành giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Vâng, như tôi cũng vừa chia sẻ thì cục máu đông là có hai cơ chế chính. Thứ nhất là cơ chế của mạch máu, nó bị mảng vữa sơ. Vì vậy mà mảng vữa sơ thì bản chất của nó là do các cái tích lũy của lipid máu, do tổn thương của mạch máu. Vì vậy chúng ta phải có những cái lối sống lành mạnh. Đó là gì ạ? Tập thể dục điều độ, người ta khuyến cáo là một tuần phải 5 buổi, mỗi buổi ít nhất là 20 phút. Nó tốt cho tim mạch, tốt cho chuyển hóa, tốt cho mỡ máu. Cái thứ hai là chế độ ăn uống, thì chúng ta cũng đã biết rồi là phải ăn nhiều các cái chất rau, chất xơ, hạn chế các cái đồ mỡ, cái đồ đạm quá nhiều, rồi uống rượu bia. Và thứ ba là các cái chế độ mà chúng ta phải giảm cân. Lối sống thì tránh tĩnh tại, rồi là tránh các stress, thì cái stress nó làm tăng cái tổn thương của mạch máu. Và đương nhiên là khi mà chúng ta đã chẩn đoán được các cái bệnh tim mạch, vữa sơ, đái đường, béo phì dẫn đến máu, chúng ta phải điều trị rất là triệt để. Và cuối cùng chúng ta phải định kỳ kiểm tra theo dõi, vì cái cục máu đông trên nền vữa sơ rất thầm lặng, chỉ có định kỳ kiểm tra thì chúng ta mới có thể tình cờ phát hiện ra và điều trị một cách triệt để. Cái nguyên nhân thứ hai là cục máu đông nó hình thành là do rối loạn ở trong cái quá trình ở trong lòng mạch máu, yếu tố đông máu, đặc biệt người ta gọi là rung nhĩ. Trong cái bệnh lý tim mạch thì có cái nhĩ nó bị rung lên, nó không có bóp đều đặn, và từ đó nó hình thành rối loạn cái dòng máu đó và hình thành cục máu đông ở trong cái nhĩ. Và khi mà nó dòng máu ra khỏi tuần hoàn thì nó sẽ bắn cục máu đông đó lên các cơ quan, đặc biệt là não, và tỷ lệ đột quỵ não mà do cái cục máu đông từ cái tim bay ra rất là nhiều. Và vì vậy chúng tôi tất cả những bệnh nhân mà có rung nhĩ là phải dùng thuốc chống đông để ngăn ngừa cái hình thành cục máu đông trong tim, để ngăn ngừa cái việc nó di chuyển lên não để gây đột quỵ não.